Bạn thân mến, trong buổi trước tôi đã trả lời đến câu số 4, giải đáp các câu hỏi về kiến thức căn bản của các bạn học viên ở trên lớp. Và hôm nay tôi sẽ trả lời cái câu hỏi số 5 và số 6. Câu hỏi số 5 là bạn hỏi là không hiểu sao khi tăng dòng thì điện áp lại bị sụt. Cái câu hỏi số 6 đó là trong mạch tăng áp, bạn thấy là gì? Người ta có thể tăng từ 300V lên 600V mà chỉ cần dùng túc. Và trong bài hôm nay tôi sẽ trả lời cho các bạn hai cái câu hỏi này nhé. Xin phép các bạn là tôi cũng sử dụng cái phần mềm Proteus để minh họa. Thế thì các bạn biết rằng là tất cả các cái điện áp đều sinh ra từ một cái nguồn điện. Thế thì khi mà cái nguồn điện nó sinh ra một cái điện áp thì nó sẽ có một cái dòng, người ta gọi là cái dòng định danh của nó, hay là tức là cái dòng maximum. Tôi lấy ví dụ như ở trong cái con IC nguồn 7812, chúng ta lấy cái con IC nguồn ra 7812 ở đây thì chúng ta thấy là cái con 7812 này nó cũng ghi là gì? Điện áp nó đưa ra là 12V và với cái dòng maximum mà nó đáp ứng là 1A. Đấy. Thì ở đây người ta đã cho chúng ta biết là cái con IC nguồn này chúng ta có sử dụng vào cái việc gì cũng chúng ta cũng chỉ dùng được dưới 1A thôi. Maximum là 1A và chúng ta nếu mà chúng ta dùng hơn thì nó sẽ không đáp ứng được và nó sẽ xảy ra cái tình trạng là sụt áp. Thì cái điều này nó dễ hiểu thôi. Ví dụ như là các bạn có thể là ở gia đình nhà các bạn đúng không? Các bạn có một cái dây dẫn lối từ ngoài cột vào trong nhà các bạn mà cái dây dẫn đó nó chỉ chịu được cái dòng tối đa là 30A chẳng hạn. Tuy nhiên mà trong nhà các bạn lại sử dụng 5 cái điều hòa, mỗi cái điều hòa là 8A và cộng 5 cái điều hòa lại thì nó thành ra là 40A, và như vậy là cái đường dây của các bạn nó không chịu được với cái dòng như vậy và nó dẫn đến là trong nhà các bạn nó bị sụt áp đi, bóng đèn nó bị tối đi. Thì cái điều đó là các bạn đã sử dụng trong cái gia đình thì các bạn cũng thấy nó dễ hiểu thôi, cũng không có gì là khó hiểu. Thì hôm nay tôi sẽ minh họa thêm cho các bạn. Tôi lấy ví dụ như là cái con 7812 này ở trong cái thiết bị điện tử chúng ta dùng rất nhiều, và cái thông số kỹ thuật của cái con này ở đây người ta đã cho chúng ta biết là gì, nó ra 12V và nó ra cái dòng maximum là 1A. Và cái điều gì xảy ra nếu mà chúng ta sử dụng hơn 1A? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm thí nghiệm nhé. Chúng ta gọi cái con 7812 ra là một, thứ hai là chúng ta gọi điện trở ra để chúng ta làm thí nghiệm. Chúng ta gọi cái nguồn điện ra, battery. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thí nghiệm. Chúng ta lấy cái con 7812 này ra. Chúng ta lấy cái nguồn điện ra. Chúng ta nối nó vào. Chúng ta lấy mát đây ra. Và cái con 7812 là đầu ra, tức là đầu ra là 12V thì đầu vào chúng ta giả sử chúng ta cho vào là 22V đi. Bây giờ chúng ta lấy cái đồng hồ đo điện áp DC, DC-V. Và chúng ta sẽ đo điện áp ở đầu ra này các bạn nhé, và các bạn sẽ quan sát. Chúng ta có thể lấy thêm một cái đồng hồ đo dòng và bây giờ chúng ta lấy cái con điện trở ra để chúng ta làm cái trở tải.
Với cái điện áp ra là 12V thì để tạo ra được cái dòng là 1A thì các bạn có thể tính tính toán được cái điện trở nha. Các bạn có thể tính được cái điện trở là bằng cái công thức là R bằng U chia cho I, tức là bằng điện áp chia cho dòng, bằng 12V chia cho 1 thì bằng 12 ôm. Thế thì nếu như chúng ta đổi đây này, chúng ta đổi cái điện áp này này, đổi cái giá trị điện trở này này thành 12 ôm. Các bạn hiểu như vậy nhé. 12 ôm thì có nghĩa là sao? Thì lúc này nó sẽ cho dòng tối đa maximum là 1A và điện áp nó sẽ gần như là nó sẽ chuẩn bị sụt áp. Chúng ta play nhé. Các bạn thấy nó còn 11,7V này nhá. Và cái dòng hiện nay nó đang lên tới là 0,98A. Đấy, cái dòng nó đạt cái mức tối đa này, các bạn gần gần tối đa nhé. Thế thì nếu như các bạn mà sử dụng một cái dòng điện mà nhỏ hơn cái mức này, tức là dưới 1A, thì điện áp này nó sẽ không thay đổi mấy và nó cứ loanh quanh ở khoảng xấp xỉ 12V. Tôi lấy ví dụ bây giờ các bạn tăng cái điện trở này lên thì cái dòng nó giảm đi, đúng nhỉ? Chúng ta tăng lên thành 15 ôm chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái điện áp này nó dòng thì nó giảm đi và cái điện áp nó vẫn đủ xấp xỉ 12V. Nhưng điều gì xảy ra nếu như chúng ta giảm cái điện trở này đi còn 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 8 ôm, đúng không? Khi mà các bạn giảm cái điện trở này đi 8 ôm thì điều gì sẽ xảy ra? Các bạn quan sát nhé. Chúng ta thấy sao? Cái điện áp nó tụt còn còn có 8V thôi các bạn nhé. Dòng nó cũng không tăng được hơn, nó cũng không tăng được hơn. Nó chỉ tăng được có 1,1 A, 1,01 A, nhưng mà cái điện áp nó tụt xuống rất là nhiều. Đấy, các bạn thấy không ạ? Bây giờ chúng ta để 10V nhé, 10 ôm nhé, 10 ôm, 10 ôm. Nếu tôi lấy giả thiết là như này, nếu như nó ra đủ 12V mà chúng ta cho cái trở tải là 10 ôm thì cái dòng của nó đáng nhẽ là 1,2 mA, nhưng điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta xem nhé. Chúng ta thấy sao? Dòng không tăng được và điện áp nó bị tụt xuống, các bạn thấy không ạ? Thì đây là cái câu hỏi, cái câu trả lời cho các bạn nhé. Tức là gì? Tại sao tăng dòng điện áp lại tụt xuống? Thì tôi giải thích lại một lần nữa cho các bạn. Nếu như các bạn một cái điện áp nó sinh ra là nó do một cái nguồn điện nó cung cấp, và cái nguồn điện nó cung cấp đó nó có một cái dòng tối đa của nó. Tôi lấy ví dụ như cái con IC7812 này, nó sinh ra 12V nhưng cái dòng tối đa của nó chỉ cho phép là chúng ta sử dụng tối đa là 1A. Vậy thì chúng ta sử dụng cái dòng cứ từ 0,1 cho đến 0,9 A thì nó lúc nào nó cung cấp cho chúng ta đủ 12V. Nhưng nếu mà chúng ta mà lại tham, chúng ta lại muốn dùng hơn 1A thì nó không những không tăng được dòng mà nó lại còn làm cho điện áp ra bị tụt xuống. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thế có nghĩa là gì? Để tối đa khai thác được cái dòng là 1A với cái điện áp 12V thì chúng ta phải dùng cái điện trở tải là thấp nhất là 12 ôm hoặc là phải cao hơn nhá. Thế còn nếu mà các bạn mà dùng cho một cái trở tải thấp hơn 12V, 12 ôm thì cái dòng nó cũng không tăng được mà điện áp nó lại bị tụt xuống. Các bạn thấy không? Thế cho nên là sau này chúng ta thấy là sao? Khi mà chúng ta sửa chữa các cái thiết bị điện tử, chúng ta đo đầu ra của con 7812 này, chúng ta thấy nó lại còn 5 ôm, 5V, 7V thì chúng ta tưởng là nó chết, nhưng không phải. Cái đó là do sao? Là do cái tải của chúng ta nó đang bị chập, đang bị chạm, có thể là do cái tụ nào đó nó bị giò hoặc là do một con IC nào đó nó bị chập. Thế tôi lấy ví dụ như cái mạch của chúng ta nó đang có cái trở tổng cái trở tải ấy, nó khoảng 20 ôm thì không sao. Đây, chúng ta cho nó khoảng 20 ôm thì không sao, đúng không? Thì chúng ta bật cái nó ra đủ gần xấp xỉ 12V. Nhưng mà do nó bị chập, nó còn có độ khoảng 4 ôm thôi chả. Chúng ta thấy là cái điện áp này nó tụt xuống rất là nhiều. Đấy, nó tụt xuống còn có 4V thôi. Các bạn thấy không? Dòng nó chẳng tăng được là bao mà điện áp nó tụt xuống. Như vậy là khi mà các bạn thấy trường hợp như thế này thì các bạn, nếu mà các bạn không hiểu thì các bạn lại tưởng là sao? Các bạn lại tưởng là nó chết con IC này. Nhưng thực tế là gì? Nó không chết, đúng không ạ? Nó không chết mà do làm sao? Là do nó cái tối đa của nó cung cấp 1A mà anh ấy muốn dùng hơn,
và nó đối phó với chúng ta bằng cách là gì, nó sụt áp xuống, nó không cung cấp cho chúng ta nữa đủ 12V nữa. Bởi vì nếu như nó cung cấp cho chúng ta đủ 12V thì bây giờ cái dòng nó tăng lên đến 3A thì nó chết mất, và nó đối phó với chúng ta bằng cách là gì, nó làm cho điện áp đầu ra tụt xuống. Đấy, các bạn hiểu như vậy nhé. Và bây giờ tôi sẽ trả lời cái câu hỏi tiếp theo. Trả lời câu hỏi tiếp theo của các bạn. Đó là câu hỏi số 6, là tại sao mạch tăng áp lại có thể dùng từ 300V lên 600V mà lại có thể dùng tụ thôi chứ không cần phải dùng cái mạch bốt. Bởi vì là chúng ta nhiều bạn là thấy là gì, có những cái mạch người ta tăng từ 150 đến 300V hoặc là từ 300 đến 600V mà người ta lại chỉ cần tụ thôi. Thì cái này nó đơn giản thôi các bạn nha. Đây tôi lại mô phỏng cho các bạn. Chúng ta lại gọi cho tôi một cái nguồn AC. Các bạn gọi cái nguồn AC ra, AC xuống. AC xuống. Các bạn gõ cái cầu diode ra. Breeder. Đây, đây là cái cầu diode các bạn nhé. Đấy. Gọi cái cầu diode này ra. Các bạn gọi cái tụ ra, tụ hóa ra. Capacitor, và các bạn chọn cái tụ cáp elect là cái tụ hóa. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thí nghiệm nhé. Ví dụ bây giờ tôi có một cái nguồn AC. Và tôi sẽ đổi cái điện áp đỉnh nó thành 312V. Và đổi cái tần số thành 50 Hz. Thì cái này nó sẽ giống như cái điện áp mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Khi mà chúng ta đổi cái điện áp đỉnh thành 312V thì chúng ta đo điện áp hai đầu. Chúng ta dùng cái đồng hồ AC voltmeter. Chúng ta đo thì chúng ta sẽ thấy nó có điện áp là 220 các bạn nhé. Đây bây giờ các bạn xem tôi đo nhé. Bây giờ điện áp ở đây nó sẽ là 220. Ở đây các bạn thấy này, nó ra 220V nhé. Và bây giờ tôi sử dụng cái cầu diode. Breeder. Đây, đây là cái cầu diode các bạn nha. Và chúng ta sẽ chỉnh lưu. Chúng ta chỉnh lưu thì chúng ta lối cái điểm này vào cái nguồn điện này, lối cái điểm này vào cái nguồn điện này. Và chúng ta sẽ trước hết là chúng ta sẽ sử dụng một cái tụ cáp elect này để chúng ta lọc, và chúng ta đổi cái tụ này thành 220 mi đi. Dương cầu diode chúng ta đấu vào dương tụ, âm cầu diode chúng ta đấu vào âm tụ. Và để cho nó khỏi báo lỗi thì chúng ta nhớ cho tôi là trong các cái thí nghiệm này thì chúng ta lên lấy cho nó một cái mát ground, chúng ta cho nó vào âm tụ này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thu được cái điện áp ở đây ở hai cái đầu tụ này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thu được cái điện áp ở hai đầu tụ này, nó là điện áp đỉnh các bạn nhé, tức là nó sẽ khoảng 310V. Đây các bạn có thể là xem tôi đo cái điện áp này, chúng ta sử dụng cái đồng hồ DC-V. Vị trí này chúng ta đo bằng cái đồng hồ DC-V các bạn nhé. Ở đây các bạn thấy không ạ? Đấy, mặc dù ở bên kia là 220 mà sao bên này chúng ta đo được là bao nhiêu ạ? 311V. Đấy, 311V, tức là điện áp DC nó bằng AC căn 2 các bạn nhé. Và
Bây giờ chúng ta sẽ đấu cho nó một cái điện trở làm tải rồi nha. Chúng ta để cho cái điện trở này là 10K đi. Ba trăm mười vôn. Bây giờ các bạn muốn, tức là gì, muốn cái điện áp này nó tăng gấp đôi thì rất đơn giản như này: các bạn sẽ dùng hai cái tụ mắc nối tiếp với nhau, các bạn sẽ thêm cho nó một cái tụ nữa vào đây các bạn nhé, các bạn dùng thêm một cái tụ nữa, và tất nhiên là hai cái tụ này phải có điện dung bằng nhau các bạn nhé. Đây, các bạn nối tiếp với nhau như này. Nối tiếp với nhau như này. Nếu như các bạn mà sử dụng hai cái tụ bằng nhau như thế này mà các bạn cứ để như thế này thôi thì nó trở thành cái tụ có điện dung giảm mất đi mất một nửa các bạn nhé. Tuy nhiên các bạn đo bây giờ các bạn play thì các bạn thấy nó vẫn ra đủ 309V, nó không không thay đổi mấy. Và bây giờ các bạn muốn cái điện áp này tăng gấp đôi thì chúng ta chỉ việc đem một đầu AC đấu vào điểm giữa của hai cái tụ này. Tôi lấy ví dụ chúng ta đem cái đầu này chúng ta đấu vào đây. Lập tức cái điện áp ra nó tăng gấp đôi. Có lây. Các bạn thấy không? Nó tăng gấp đôi. Đấy. Chúng ta có thể lấy đầu AC bên này cũng được, mà đầu AC bên trên cũng được. Đây, bây giờ tôi lấy đầu AC bên trên này cũng được. Tôi lấy đầu bên này cũng được. Đây, chúng ta lấy đầu bên này cũng được. Chúng ta lấy đầu bên này được. Nó cũng tăng gấp đôi. Đó. Như vậy là các bạn muốn cái điện áp nó tăng gấp đôi thì nó rất dễ các bạn nhé. Các bạn chỉ cần thiết kế cái mạch chỉnh lưu nhân đôi bằng cách là các bạn thay vì các bạn lọc bằng một cái tụ thì bây giờ các bạn lọc bằng hai cái tụ đấu nối tiếp, và tất nhiên là hai cái tụ này nó phải cùng điện dung cùng điện áp, và cái dương của tụ trên thì đấu vào dương nguồn, âm của tụ trên thì đấu vào dương của tụ dưới, và âm của tụ dưới thì đấu xuống mát, và cái điểm giữa của hai cái tụ này chúng ta chập nó vào một trong hai đầu AC, trong hai đầu nguồn AC thì lập tức cái điện áp ra nó sẽ tăng gấp đôi. Đấy, nó rất đơn giản như vậy các bạn nhé. Đây, hay là bây giờ chúng ta sẽ chế cho tôi một cái phím bút tông đúng nhỉ? Đây, chúng ta cho lên cái phím bút tông ở đây. Chúng ta gọi thêm cái phím bấm đi, bút tông. Bút tông active là cái công tắc ấy. Để khi nào các bạn muốn nó nhân đôi thì các bạn chỉ việc bấm cái công tắc này một cái. Đây. Bây giờ các bạn muốn nó nhân đôi thì các bạn bấm công tắc một cái là điện áp nó nhân đôi, và các bạn nhả công tắc ra thì áp nó lại trở lại như cũ. Ở đây 309, các bạn muốn nhân đôi này, bấm vào đây này lên 617, nhả ra này nó lại xuống 309 này. Bấm vào nó lại lên 617 này. Nhả ra nó lại xuống 309 này. Còn thấy không ạ? Đấy, bấm vào. Đấy, thì đây chính là cái mạch nhân đôi điện áp. Các bạn có thể tự về, các bạn có thể tự ráp nhá, nó rất đơn giản. Như vậy là cái việc mà để cho một cái điện áp sau khi các bạn chỉnh lưu mà các bạn muốn nhân đôi đây thì nó rất đơn giản. Các bạn chỉ việc nhớ cho tôi là các bạn dùng hai cái tụ có điện dung bằng nhau mắc nối tiếp, và các bạn chỉ việc đem một đầu AC đấu vào điểm giữa của hai cái tụ thì lập tức cái điện áp ra nó sẽ tăng gấp đôi. Đấy, các bạn nhả nó ra thì điện áp ra nó lại trở lại bình thường như cũ các bạn nhé. Bây giờ chúng ta thử thay đổi cái điện trở tải này nó thấp xuống.
đang 10k, chúng ta cho nó còn 2k, 3k để cho dòng nó mạnh hơn. Đấy, nó vẫn có lên hơn 600V, các bạn thấy không ạ? Đấy, như vậy là chúng ta cái việc mà chúng ta để tạo ra để cái điện áp chỉnh lưu từ cái nguồn AC của chúng ta đây này nha, các bạn muốn tạo ra điện áp lên tới 600V thì chúng ta thiết kế cái mạch giống như của tôi này, nó rất đơn giản các bạn nhé. Và bây giờ trong cái phần trên thì tôi đã đưa cái điện áp này qua cái cầu diode, và sau khi mà tôi chỉnh lưu qua cầu diode và tôi lọc bằng một cái tụ thì chúng ta thấy nó được 310 V. Và nếu như tôi dùng hai cái tụ nối tiếp với nhau và tôi lấy một đầu AC đưa vào điểm giữa của hai tụ thì chúng ta thu được 600 V. Thì nhiều bạn xem cái đoạn đấy là chúng ta nhiều bạn là không hiểu, tức là không hiểu tại sao, tức là tôi chưa giải thích rõ tại sao nó lại ra được 600 V. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích với các bạn như này. Giả sử bây giờ chúng ta không dùng cái cầu diode chỉnh lưu nữa mà chúng ta sẽ dùng một diode thôi, một diode, thì khi các bạn dùng một con diode như thế này thì các bạn chỉnh lưu và các bạn sẽ coi một cái đầu AC này là mát các bạn nhé. Tôi lấy ví dụ bây giờ chúng ta chỉnh lưu như thế này, chúng ta dùng một diode và dùng một cái tụ lọc như này. Chúng ta dùng một cái tụ lọc như thế này thì như thế này chúng ta gọi là chỉnh lưu lửa lửa chu kỳ các bạn nhé. Các bạn hiểu cái chỉnh lưu lửa chu kỳ cũng không sao nhé, chúng ta chỉ cần tăng cái tụ lọc lên thì nó vẫn cứ đạt được cái điện áp ra. Thì ví dụ bây giờ tôi để cái điện dung này vẫn là 1000 mi các bạn nhé. Và bây giờ các bạn đo điện áp ở hai đầu tụ này, các bạn vẫn thu được điện áp khoảng hơn 300 V. Thì cái chỉnh lưu này chẳng qua là gì, chúng ta dùng cái tụ nó tốn hơn thôi nhá. Chúng ta dùng điện áp đồng hồ này, chúng ta đo điện áp hai đầu tụ này, các bạn thấy nhá, nó vẫn là 316 V, các bạn thấy không, nó vẫn không có gì thay đổi. Chúng ta dùng một cái tụ cũng được. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái con diode thứ hai, nhưng các bạn xoay cái chiều âm. Tại sao chúng ta lại xoay được cái chiều âm? Đây, tôi xoay cái chiều âm ra. Tại sao chúng ta lại dùng cái, chúng ta lấy ở điểm này, chúng ta đưa vào diode và chúng ta xoay cái chiều âm. Và bây giờ chúng ta dùng cái tụ hóa, chúng ta lại lọc, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ quay cái âm của tụ này vào âm của diode này các bạn nhé, đây vào đây. Và bây giờ các bạn lại lấy làm sao, các bạn tại sao các bạn lại chỉnh lưu được như thế này, đối xứng như thế này, là vì sao? Là vì cái nguồn xoay chiều này là cái nguồn đối xứng các bạn nhé. Các bạn hiểu rằng cái nguồn AC của chúng ta là nguồn đối xứng. Cái pha dương nó có độ cao bao nhiêu thì cái pha âm nó cũng có độ cao tương tự, nó chỉ là ngược pha nhau thôi các bạn nhé. Chứ nó không phải là một cái nguồn bị lệch theo cái kiểu giống như cái kiểu xung điện. Nó là cái nguồn đối xứng. Cho nên là các bạn quay ngược cái chiều của diode này thì chúng ta sẽ thu được âm. Ở đây nó sẽ là, giả sử các bạn mà gọi cái điểm giữa này, cái điểm giữa này là không thì ở đây nó sẽ là âm 300 mười mấy vô đấy, đây là dương 300 mười mấy vô. Giả sử các bạn gọi đây này, cái điểm này này là không thì đây nó sẽ là điện áp âm. Bây giờ các bạn cứ lấy đồng hồ các bạn đo đây DC vô, các bạn đo hai đầu với tụ C2 này thì bây giờ các bạn cũng thu được cái điện áp là 300 đấy. Các bạn thấy điện áp hai cái đầu này nó gần gần như nhau các bạn nhé. À, xin lỗi các bạn, đây là chúng ta phải đổi cái tụ này, nó cũng là 1000 mi, 1000 mi, và các bạn thấy điện áp trên hai cái tụ này nó là như nhau các bạn thấy không ạ?
Và mỗi một cái tụ này nó có 316V. Và thay vì chúng ta sử dụng điện áp trên một cái tụ này để chúng ta cung cấp cho tải, thì chúng ta lấy điện áp ở đầu cái tụ dương của tụ C1 này và đầu âm của cái tụ C2 này chúng ta cung cấp cho tải, thì nó trở thành cái điện áp 600V. Đấy, các bạn hiểu nó như vậy. Để tôi lấy ví dụ như bây giờ chúng ta lấy cái một con trở, đúng không? Chúng ta tìm một con trở RES. Chúng ta lấy cái trở này ra và chúng ta làm cái tải. Chúng ta làm cái tải và chúng ta sẽ đây, các bạn lấy cái điện trở này ra, các bạn lấy cái điện áp ở đầu này, các bạn cung cấp vào con trở này, các bạn lấy cái điện áp ở đầu này, các bạn cung cấp con trở này, thì cái con trở này bây giờ nó được cung cấp điện áp là 630V chứ không phải là 315V nữa các bạn nha. Đây, thực tế là chúng ta sẽ lấy một cái đồng hồ, chúng ta đo DC-V. Các bạn đo hai đầu cái con trở này thì các bạn sẽ thấy được là cái điện áp ở hai đầu con trở này nó lên tới 622V, các bạn thấy không ạ? Khi các bạn đấu cái con trở tải vào thì mỗi cái tụ này nó sẽ trở về điện áp khoảng 310V, 310V. Và chúng ta thấy là sao? Nếu mà chúng ta lấy cái điện áp từ đầu cái con tụ C1, đầu dương của tụ C1 và đấu xuống đầu âm của tụ C2, thì chúng ta sẽ thu được một cái điện áp bằng tổng điện áp của hai cái tụ C1 và C2 cộng với nhau. Đấy, các bạn hiểu nó như vậy. Thì đây chính là cái nguyên tắc của cái nguồn nhân đôi. Thế bây giờ chúng ta thêm hai con diode này thì nó trở thành cái cầu thôi. Tôi lấy ví dụ các bạn lại lấy thêm một con diode, các bạn đấu từ đây lên đây thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Đây, các bạn lấy con thêm một con diode, các bạn đấu như thế này. Tôi cho nó lùi lại một chút. Để các bạn đấu như thế này thì nó cũng không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Trước hết là chúng ta lấy thêm một con diode này, chúng ta đấu thế này. Và các bạn lấy thêm một con diode nữa, các bạn đấu như thế này. Đấy, thì bây giờ các bạn đã thu được cái cầu diode chưa? Nó trở thành cái cầu diode và điện áp ở trên các cái tụ này nó vẫn không hề thay đổi, nó vẫn thế các bạn nhé. Vẫn thế. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thì đây nó trở thành cầu diode. Đấy, các bạn thấy hiểu không ạ? Thế sau khi các bạn thu được cái cầu diode rồi thì các bạn cắt cái đoạn này đi này. Cắt cái đoạn này đi này. Thì lập tức là sao? Lập tức là các bạn sẽ quay về với cái mạch chỉnh lưu thông thường. Và bây giờ hai cái con tụ này nó trở thành cái tụ nối tiếp với nhau, có điện dung giảm đi một nửa thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ thu được cái điện áp nó không nhân đôi nữa. Chúng ta chỉ cắt cái đoạn này đi này. Cắt cái đoạn này đi này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta đã có thêm cái diode này rồi, có thêm diode này này, thêm đi D3 và D4, cho nên là chúng ta không cần đấu cái điểm giữa của hai cái tụ này về cái điểm AC này nữa, nó vẫn cứ cho chúng ta được cái điện áp âm ở phía dưới này. Nên các bạn quan sát này. Ở đây chúng ta khi chúng ta làm như thế này, chúng ta đấu thêm cái mát cho nó vào, vì cái thằng này nó hiểu là nó thiếu mát. Đấy, các bạn thấy là nó vẫn hoạt động bình thường. Đấy, các bạn thấy không ạ? Nó vẫn hoạt động bình thường. Và do chúng ta đấu thêm cái D3 và D4, cho nên chúng ta không cần đấu điểm giữa của hai cái tụ về cái nguồn AC, thì coi như nó trở thành cái mạch bình thường, chỉnh lưu bình thường. Và sau khi bây giờ chúng ta muốn nó nhân đôi thì chúng ta lại đấu vào đây và nó nhân đôi này, bạn thấy nó nhân đôi nhá. Và sau khi chúng ta nối cái kiểu như thế này thì cái âm của tụ C1 về nguồn rồi, thì chúng ta có thể bỏ cái D3 đi, cái dương của tụ C2 về
về nguồn rồi, thì chúng ta cũng thể bỏ đi 4 đi và nó vẫn cứ nhân đôi được. Đấy, các bạn hiểu như vậy nha. Tôi đã giải thích như vậy rồi, nhưng mà nói chung là cái này thì chúng ta phải phải tự hiểu thôi, tự hiểu thôi, bởi vì nếu mà đã giải thích thì nó hơi trừu tượng, tại sao nó lại nhân được đôi thì đấy, các bạn có thể thí nghiệm làm từng bước một, xây dựng từng bước một thì các bạn sẽ hiểu ra, đúng không nhỉ? Thế còn các bạn là tại sao mà đầu vào điện là 220 mà đầu ra lại là 310, thì cái đó các bạn phải hiểu rằng là điện áp AC nó là một cái điện áp nó có biên độ đỉnh. Thực ra cái điện áp AC mà chúng ta đang sử dụng là 220V, thực ra nó là có biên độ đỉnh, nó là 312V rồi, nhưng người ta gọi là 220 và người ta gọi cái điện áp đó, người ta gọi là điện áp hiệu dụng thôi. Hiệu dụng tức là chúng ta mang cái điện áp mà hình sin mà có biên độ đỉnh là 312, chúng ta thắp một cái bóng đèn thì nó tỏa ra một cái công suất tương đương với điện áp 220V một chiều. Ví dụ như cái chúng ta lấy cái điện áp một chiều 220V đã san phẳng rồi, chúng ta đấu một cái bóng đèn sợi đốt thì nó tỏa ra cái công suất bằng cái điện áp AC hình sin mà có biên độ đỉnh là 312V. Vì vậy người ta gọi cái điện áp AC 220V đấy, à cái điện áp hình sin 312V đấy có biên độ đỉnh là 312, là hiệu dụng của nó là chỉ là 220. 220 các bạn hiểu như vậy nha. Vừa rồi tôi đã giải đáp cho các bạn hai cái câu hỏi của học viên, đó là hỏi thứ nhất đó là câu hỏi số 5 là không hiểu vì sao mà khi tăng dòng thì điện áp nó bị tụt, và cái câu hỏi thứ hai là mạch tăng áp 300V đến 600V mà dùng tụ thì tại sao lại dùng được tụ, thì tôi đã giải thích cho các bạn rồi. Trong cái bài kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu và tại sao cái đèn BJT người ta lại có thể dùng điện áp âm để kích mở, hoặc là cái câu số 8 là trong cái mạch khuếch đại so sánh tại sao nó lại tạo ra được xung điện, thì các bạn hẹn các bạn vào trong các bài sau. Để các bạn muốn học nghề điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy tính, laptop thì các bạn có thể liên hệ đến trung tâm dạy nghề Bách Khoa Xuân Vĩnh ở 46A Phố Vọng, Hà Nội các bạn nhé. Và các bạn có thể liên hệ đến các số hotline này. Thì hiện nay trung tâm của chúng tôi có đào tạo chuyên sâu về các cái nghề. Đây các bạn có thể xem ở trong cái thông báo tuyển sinh này. Đây, chúng tôi đào tạo chuyên sâu về sửa chữa điện tử, có sửa chữa TV, LCD, sửa chữa âm ly karaoke, sửa chữa lò vi sóng, bếp từ, sửa chữa điện lạnh, điện gia dụng, đó là sửa chữa về điều hòa, cơ điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, sửa chữa về bo mạch điều hòa mono và bo mạch tủ lạnh, máy giặt mono, và cũng như là bo mạch điều hòa inverter, bo mạch tủ lạnh inverter, bo mạch máy giặt inverter. Ngoài ra chúng tôi có các khóa học về sửa chữa máy tính PC, sửa chữa laptop. Đấy, các bạn là có nhu cầu thì đăng ký học ở tại cái theo các số hotline này, hoặc là các bạn có thể đến đúng với địa chỉ là 46A Phố Vọng, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.